Nổ lò hơi tại công ty gỗ ở Đồng Nai, hàng chục người thương vong. Hai xe khách va chạm kinh hoàng ở Gia Lai khiến nhiều người thương vong. Công an Lâm Đồng triệu tập người đăng tin giả, Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 5, công ty sản xuất gỗ Bình Minh trên đường Thiện Tân, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, có nhiều công nhân tới làm việc. Bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên, mọi người hốt hoảng kiểm tra, phát hiện có nhiều người bị thương, số khác nằm bất động. Ông Bùi Văn Hiền, công nhân của công ty Bình Minh, nhân chứng vụ việc kể. Thời điểm nổ bình ga, tôi vừa làm xong việc nên ra ngoài ngồi. Tầm vài phút sau thì tôi nghe tiếng nổ cực lớn, nhiều đồ đạc bay tung tóe Tôi mở cửa chạy vào thì thấy đồng nghiệp bị thương nên đưa ra ngoài. Tôi đưa được 3 người ra bên ngoài và không vào được nữa. Nhìn từ trên cao, vụ nổ đã khiến một phần mái nhà xưởng bị rách toạc, hư hỏng. Bên trong khu vực nổ bình hơi, hiện trường ngổn ngang đồ vật. Công ty gỗ bình minh có khuôn viên khá rộng. Bước đầu, cơ quan chức năng thông tin. Trong số 13 nạn nhân có 6 người tử vong, 7 người bị thương. Hiện trường nơi xảy ra sự việc bị phong tỏa. Ông Nguyễn Văn Tú, phòng kinh doanh công ty gỗ bình minh Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu báo có khoảng từ 30 đến 40 công nhân làm việc tại khu vực xảy ra nổ lò hơi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, hơn 100 cán bộ chiến sĩ, nhân viên các ngành chức năng huyện Vĩnh Cửu và tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, tập trung cứu chữa người bị thương, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm phục vụ công tác điều tra. Ngành y tế tỉnh Đồng Nai đã báo động đỏ, điều nhiều xe cấp cứu y bác sĩ tới hiện trường hỗ trợ các nạn nhân. 7 người bị thương do vụ nổ ở công ty sản xuất gỗ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ông Võ Tấn Đức, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, ông đã đến hiện trường nơi xảy ra sự cố trên. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế, bệnh viện tập trung nhân lực, vật lực để tập trung cứu người bị thương. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hỗ trợ thăm hỏi những nạn nhân tử vong trong sự cố. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công an điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Đến trưa mùng 1 tháng 5, các công nhân và nhiều người dân gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ nổ. Bên ngoài công ty gỗ Bình Minh, rất đông người dân vẫn chưa hết bàng hoàng theo dõi sự việc. Vẻ khắc khổ, đau đớn và thẫn thờ in rõ trên khuôn mặt người thân của các nạn nhân và những người may mắn sống sót. Nhà gần công ty gỗ nơi xảy ra sự việc, bà Phạm Thị Tuyết Mai kể lại. Thời điểm chuẩn bị xảy ra vụ nổ, nó rung mạnh lắm, như động đất. Cùng ở trong phòng với tôi mà người bạn đang ngồi trên ghế rớt xuống. Lúc này chúng tôi lao ra ngoài đường thì nghe một tiếng nổ lớn. Khi đó, chúng tôi thấy nhiều nạn nhân bị thương, ám ảnh lắm. Trong khi đó, chú Lễ có con rể gặp nạn không qua khỏi tại công ty trên, mắt đỏ hoe, vẫn không tin đó là sự thật. Đến giờ, chú vẫn chưa nhận được thông tin gì về vụ việc và người con rể. Một công nhân khác của công ty gỗ bình minh cho hay, lò hơi bị nổ trước đó mấy ngày đã bị hỏng và mới được sửa lại. Vào 3 giờ sáng ngày 30 tháng 4, xe khách dường nằm hiệu Cô Hai, biển kiểm soát 51B29489 do tài xế Nguyễn Công Dân, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, điều khiển xe khách chạy tuyến Hà Nội Krompa, Gia Lai, đã va chạm với xe khách Quốc Cường, biển kiểm soát 47B02026 do tài xế Đinh Văn Hùng điều khiển, chạy tuyến Đà Nẵng Đắk Lắk. Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn ngã tư quốc lộ 25 và đường tránh Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân PTHO sinh năm 1975, trú tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai, thiệt mạng, 17 người khác bị thương. Liên quan đến vụ tai nạn này, ngày 30 tháng 4, ông Lý Minh Thái, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã kích hoạt báo động đỏ để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân. Nằm điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Đức Quân, 35 tuổi, trú tại huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắc, hành khách trên xe khách hãng Quốc Cường đang phải điều trị do gãy xương tay phải, gãy xương sườn, dạn xương chân. Anh Quân cho biết, anh bắt xe Quốc Cường từ tỉnh Bình Định để đi Đắk Lắk. Anh Quân thất thần kể, thời điểm xảy ra tai nạn, tôi đang mê man ngủ. Vừa chỉ kịp nghe một tiếng ầm là đầu bắt đầu choáng váng, ê ẩm cả người. Khi mở mắt ra tôi mới hình dung là xe vừa gặp tai nạn, sau đó được mọi người đưa ra khỏi xe. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn chưa hết hoảng loạn. Anh Rơ Ma Long, 29 tuổi, trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết. Lúc mới lên xe, tôi ngồi phía trước với tài xế. Tài xế điều khiển xe chạy rất nhanh, vừa lên xe khoảng 2 phút thì gặp nạn cũng là dân tài xế nhưng thấy xe khách chạy nhanh quá, khách vừa lên xe, tài xế đã tăng tốc chạy. khi gần tới ngã tư thì xe không có dấu hiệu giảm tốc độ. lúc này hai xe tông nhau, tôi lộn nhào về phía trước, sau đó ngã xuống ven đường. sống cạnh nơi xảy ra vụ tai nạn, anh Trần Thanh Cẩm chú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, khi anh đang ngủ thì nghe tiếng va chạm lớn ngoài đường nên tỉnh giấc, chạy ra đường kiểm tra thì thấy vụ tai nạn, nên anh hô hoán mọi người tham gia cứu nạn. theo anh Cẩm tại hiện trường tai nạn những người khỏe mạnh thì tự trèo ra khỏi xe. Trong xe tiếng trẻ con, người lớn kêu la, nên ai cũng khẩn trương để giúp đỡ nạn nhân. Trời tối nên khó khăn trong việc đưa các nạn nhân đến các vị trí tập trung, chờ xe cứu thương tới. Ngày 30 tháng 4, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã có báo cáo vụ tai nạn giao thông trên. Theo cơ quan chức năng xác định, tài xế Nguyễn Công Dân điều khiển xe ô tô khách có hạn đăng kiểm đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2024. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách biển kiểm soát 51B29489 ghi nhận tốc độ xe khi đến khu vực ngã tư này lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km một giờ. lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83 km một giờ, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km h Xe khách hãng quốc cường biển kiểm soát 47B 02026 thì không có dữ liệu giám sát hành trình theo quy định nên chưa có thông tin về tốc độ. Lái xe Đinh Văn Hùng có giấy phép lái xe hạng E do Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk cấp ngày 28 tháng 6 năm 2021 thời hạn đến ngày 28 tháng 6 năm 2026. Ô tô hạn đăng kiểm đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2024. Kết quả kiểm tra xác định hai tài xế không có nồng độ cồn. Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai thông tin, đoạn đường này quy định tốc độ là 70 km h nhưng xe khách biển kiểm soát 51B29489 đã chạy hơn 80 km h Còn xe ô tô khách giường nằm của nhà xe Quốc Cường do anh Đinh Văn Hùng điều khiển không có thiết bị giám sát hành trình nên không thể ghi nhận dữ liệu tốc độ của xe. Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm hai xe khách tông nhau ở ngã tư này cho thấy, dù có đèn vàng cảnh báo, nhưng cả hai phương tiện đều lưu thông với tốc độ cao, không có dấu hiệu đi chậm khi qua ngã tư có đèn vàng nhấp nháy. Bà Lương Thị Thu Quỳnh, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đang nhanh chóng phối hợp để cấp cứu các nạn nhân và tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 30 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Nguyễn Đức Tiến, 31 tuổi quê Quảng Ngãi, chỗ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Lê Văn Sĩ, 26 tuổi, quê Kiên Giang, sống lang thang ở chợ Bình Điền quận 8 và Đỗ Văn Tuấn, 28 tuổi, quê tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, cả ba người này không có công ăn việc làm, lời lao động, tham gia là thành viên của fanpage Facebook hội những người vỡ nợ muốn làm liều. Tiến đăng status rủ Tuấn và Sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Tiến đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít thành viên trong gia đình sinh sống. Chọn biệt thự nhà bà Trần Thị L, 55 tuổi, nơi ngụ phường Thới An, quận 12. Tiến rủ Sĩ và Tuấn cùng tham gia cướp tài sản và chọn đêm 29 tháng 4 sẽ gây án. Tiến đi mua ba con dao Thái Lan, một cuộn băng keo, một bình sơn xịt đen, bốn cặp găng tay y tế để khi đột nhập vào nhà bà L dùng dao đe dọa, chói, dán miệng nạn nhân, dùng bình xịt sơn để xịt camera an ninh, sau đó khống chế toàn bộ thành viên trong gia đình để cướp tài sản. Tuấn có bàn bạc thỏa thuận với nhóm Tiến, Sĩ, nhưng Tuấn đổi ý không tham gia, mà đi về nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai. Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an TP.HCM cho biết, sau khi lực lượng 363 Công an TP.HCM tuần tra, phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn xuất hiện ở quận 12, nên báo cho lãnh đạo đơn vị. Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo Công an quận 12 phối hợp với PC02 xác minh làm rõ nhóm này. Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị phán trực chiến 100% quân số, chia làm 6 mũi, túc trực ở khu vực liên tục 3 ngày để phục kích, bắt quả tang nhóm cướp. Trung tá Hưng nói, nhóm này không chế chủ nhà, cướp tài sản và yêu cầu gia chủ phải chuyển khoản thêm. Nắm được tình hình, lãnh đạo chuyên án yêu cầu lực lượng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho gia chủ. Đồng thời, lực lượng công an lên phương án khi đối tượng đột nhập vào nhà sẽ vây bắt hiệu quả không ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của chủ nhà. Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, tiến cùng với sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà của bà L. Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi sĩ vừa lấy túi sách của bà L bên trong có 1,1 tỷ đồng đang treo ở cầu thang, thì phòng cảnh sát hình sự PC02 và công an quận 12 cùng ông Bình, ông Quỳnh là lái xe riêng của bà L ập và bắt quả tang sĩ và tiến đưa về trụ sở công an để làm rõ. Đại tá Phạm Đình Ngọc, trưởng công an quận 12 cho biết, băng nhóm này hội tụ rất nhanh trên không gian mạng, thực hiện hành vi phạm tội cũng rất nhanh rồi tan rã. Theo đại tá Ngọc, những người này đều nghiện, chuẩn bị sẵn hung khí như dao, bình xịt, găng tay, đột nhập nhà gia chủ để cướp tài sản, thậm chí còn yêu cầu gia chủ chuyển khoản và cho biết yêu cầu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thượng tá Dương Đình Lập, Phó trưởng công an quận 12 cho biết, nhóm này đột nhập với mưu tính là khống chế, lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thượng tá Lập nói, nhóm này nếu gây án thành công thì sẽ ngay lập tức trốn sang Campuchia. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đã tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Đồng Nai cùng phối hợp phá án. Chiều 30 tháng 4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đưa thông tin phản bác một số thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, đơn vị phát hiện trên không gian mạng lan truyền thông tin cho rằng Đà Lạt xảy ra biến lớn, Đà Lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường, Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng. Thông tin cho biết, chiều ngày 30 tháng 4, tài khoản thờ M đăng tải công khai trên trang Facebook cá nhân bài viết có nội dung có biến tại Bixi, 5 người cầm súng bị bắt, Tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức. Thông tin nêu trên hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, gây hoang mang dư luận tại địa phương. Tối 30 tháng 4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập xử lý những người đã đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung Đà Lạt có biến lớn, bạo động, gây hoang mang dư luận trên. Cụ thể, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an huyện Đức Trọng đã triệu tập làm việc với chủ tài khoản Facebook Thờ M do bà N Thờ sinh năm 1998, hiện trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là người quản lý sử dụng. Làm việc với cơ quan công an, bà N Thờ cho biết do bản thân đọc được các thông tin trên trong các hội, nhóm trên không gian mạng, tuy nhiên không kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Bà N Thờ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý bà N Thơ theo quy định pháp luật. Lực lượng công an cũng tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, Đà Lạt xảy ra biến lớn, Đà Lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường, Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng, kể cả các trường hợp phát tán truyền đưa trong các hội, nhóm kín trên không gian mạng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sáng ngày 1 tháng 5, ông Vương Hồng Thái Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 600 người để phát đường băng cản lửa và tập trung khống chế vụ cháy rừng tại xã Nam Thái và thị trấn Nam Đàn, không để đám cháy lan rộng ảnh hưởng tới khu vực dân cư. Trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, tại khu vực khe ớt chân núi đụn, xóm Tân Phong, xã Thành Khai, huyện Thanh Trương, lực lượng chức năng phát hiện rừng bị cháy. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trương huy động trên 150 người gồm quân sự, công an, kiểm lâm, công chức xã, đội cơ động số 1 tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do rừng thông và keo có nhiều thảm thực vật, lá thông khô và thời tiết nắng nóng, gió tây nam thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra và khó kiểm soát. Sau khi thiêu rụi hơn 10 ha rừng trên địa bàn xã Thanh Khai, đám cháy lan sang khu vực rừng hỗn hợp thuộc địa bàn thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Sau khi nắm thông tin vụ cháy, lãnh đạo huyện Nam Đàn cũng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự huy động phương tiện lực lượng triển khai các phương án chữa cháy rừng, nhanh chóng tiến hành làm đường băng cản lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, thực bì dày kết hợp với gió to khiến công tác tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chính quyền huyện Nam Đàn tiếp tục huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ, nhân dân các xã lân cận cùng các lực lượng của tỉnh tham gia chữa cháy. Liên quan đến nguyên nhân vụ cháy rừng trên, cơ quan công an đã xác định được chủ rừng sản xuất thuê ba người đốt thực bì, ông Văn Đình Du, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, ngày 30 tháng 4 Ông Văn Đình Nam, chú xã Thanh Khai, sau khi thu hoạch cây keo đã thuê người dọn thực bì, đốt lửa gây ra vụ cháy rừng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời ba người được thuê đốt thực bì và chủ rừng sản xuất lên làm việc. Những người được thuê đốt đều không ở tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trương Nghệ An, Trình Văn Nhã cũng cho biết, chính quyền đã đề nghị lực lượng công an huyện làm rõ, xử lý nghiêm những người liên quan trong vụ cháy rừng giữa thời tiết nắng nóng. Công an huyện đã mời bốn người liên quan vụ cháy rừng lên làm việc. Đồng thời, các cơ quan liên quan đang xác định diện tích rừng bị thiệt hại sau vụ cháy làm căn cứ xử lý. Mới đây trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh con rắn hổ mang bò trên đường trong khu đô thị Germano Central Park, quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Kèm theo nội dung gây chú ý: Ai hay dạo bộ trong Germano với công viên Chu thì cẩn thận nhé. Nay em đi chạy bộ gặp em này phi từ bụi cây, bị mấy bác bảo vệ quần cho mệt lử mới bắt được nó. Theo đó, sáng 30 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đại Kim, quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội cho biết, tối muộn hôm 29 tháng 4 một người dân đi tập thể dục trong khu công viên thuộc khu đô thị Zemeno Central Park, hoàng hốt phát hiện một con rắn hổ mang bò giữa đường. Theo vị lãnh đạo này, sau khi phát hiện sự việc, bảo vệ của khu đô thị đã quay và bắt được con rắn hổ mang trên. Rất may mắn, con rắn chưa gây hại cho ai. Vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đại Kim thông tin, theo báo cáo từ phía ban quản lý khu đô thị, con rắn hổ mang nặng khoảng 3 kg. Đây là khu vực rậm rạp, nhiều cây cối nên có rắn xuất hiện. Theo danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định số 06-2019 NDCP ngày 22 tháng 1 năm 2019. Rắn hổ mang là động vật cấp quý hiếm, cần được bảo tồn, bảo vệ. Nếu vi phạm đối với các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, tùy theo mức độ, giá trị tăng vật, sẽ bị xử lý hành chính lên đến 300 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỷ đồng đối với tổ chức hoặc xử lý hình sự lên tới 3 năm tù giam. Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm trước thông tin ông Kim Sang-sik có thể trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam với phép thuật thầy Park đi trước đó. Cookie News thông tin cựu huấn luyện viên Jeon Buk Hyundai Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông được cho sẽ ký hợp đồng 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đến tháng 3 năm 2026. Nguồn này chỉ ra yếu tố quyết định đưa huấn luyện viên Kim Sang-sik đến gần với chiếc ghế nóng tuyển Việt Nam. Đó chính là ảnh hưởng của cựu thuyền trưởng Park Hang-seo, người mang phép thuật đến cho bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông Park, tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý ở đấu trường quốc tế như Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018 vào tứ kết Asian Cup hay lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022. Sau khi ông Park rời cương vị vào tháng 1 năm 2023, huấn luyện viên Philippe Chuchier được chọn thay thế thì bóng đá Việt Nam rơi cảnh xa sút. Họ thua cả 3 trận ở vòng bảng Asian Cup. Tổng cộng, đội chỉ thắng 1, thua 9, nên VFF quyết định chia tay sớm nhà cầm quân người Pháp, chuẩn bị bổ nhiệm huấn luyện viên Kim Sang sik làm thuyền trưởng mới. Huấn luyện viên Kim từng giúp James vô địch K-League, cúp quốc gia Hàn Quốc, cũng như đưa đội vào đến bán kết cúp C1 châu Á. Tuy nhiên, tháng 5 năm ngoái, ông đã từ chức bởi chỗ kết quả không tốt của đội. Nếu được chọn ngồi ghế nóng đội tuyển Việt Nam, sẽ là lần tái xuất đầu tiên của nhà cầm quân này trong vòng gần một năm qua. Liệu huấn luyện viên Kim có thể tái hiện phép thuật Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam? Còn đây liền thông tin, từ hiệu ứng huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF đang xem xét tiếp tục chọn một nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện được gọi tên cho vai trò này. Thông báo chính thức về việc ký hợp đồng với cựu thuyền thưởng Jeon Book dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. MK Sport cập nhật tình hình bằng cách trích lời một quan chức am hiểu tình hình bóng đá Đông Nam Á Đúng là huấn luyện viên Kim Sang-sik có khả năng đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên, điều này chưa được xác nhận. Vẫn còn các cuộc đàm phán cuối cùng. Tôi nghĩ thỏa thuận đôi bên sẽ được hoàn thành sớm nhất là vào tháng 5. Trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm huấn luyện viên Kim Sang-sik, có một sự trùng hợp thú vị ở đây. Chiến lược gia 47 tuổi đang trải qua khoảng thời gian thất nghiệp, tương tự huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã rơi vào cảnh bế tắc trước khi đến Việt Nam. Và cũng giống như vị tiền bối 66 tuổi Kim Sang-sik từng đá tiền vệ phòng ngự khi còn là cầu thủ, đồng thời nổi tiếng với phong cách cứng rắn và mạnh mẽ. Thậm chí, Kim Sang-sik còn nổi tiếng thô bạo, thế nên mới có biệt danh rắn lục và vua thẻ. Mặc dù sở hữu phong cách chơi bóng thông minh, hiện đại, nhãn quan sắc bén để tạo dựng ảnh hưởng lớn trong lối chơi của đội, nhưng ngay cả khi nhiều tuổi, ông vẫn duy trì lối đá quyết liệt và làm dày thêm bộ sưu tập thẻ phạt. Xuất thần là tiền vệ phòng ngự, cũng có thể đá trùng vệ, không ngạc nhiên khi chuyển sang nghiệp huấn luyện viên Kim Sang Sik luôn đề cao phòng thủ và sự chắc chắn. Một lần nữa, khá giống với huấn luyện viên Park Hang-seo, dù cách triển khai lối chơi khác nhau. Cuộc đua ghế nóng tuyển Việt Nam có thể nói đang diễn ra rất khốc liệt, với các ứng cử viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia và cả một số hồ sơ từ Đông Âu.